Anh có định hợp tác với Jack không? Thật ra anh nghĩ là với vai trò vị trí của Jack thì rất là nhiều người muốn hợp tác, nhưng mà cái chính ở đây là cái style nhạc của anh với lại Jack nó hơi khác nhau. Có lẽ cũng chính vì vậy mà càng trưởng thành thì nỗi đau càng lại nhiều. Anh thừa biết tuổi thơ của em đã không còn được bất hạnh hơn. Em cũng hiểu nỗi ám ảnh của cuộc đời anh chính là cô đơn. Và mình đã hứa sẽ dắt tay nhau vượt qua quá khứ và tuổi hờn. Cuối cùng thì sao? Hy vọng chết cục nỗi đau chứ không lớn. Thay vào việc nhìn vào ưu điểm cả hai cho nhau sự bao dung, mình lại để tâm khuyết điểm không đáng mà cho cái tôi nó thao túng. Từng câu từng chữ sắc bén mình luôn nhắc nhau phải bỏ lại phía sau, giờ lại chính là thứ mình đưa ra trước mỗi khi cùng bước vào phía nhau. Đáng lẽ giờ này mình đã phải thật sự im ắng, vòng tay đã được ôi em phần nào cho cả hai yên tâm. Nhưng rồi tất cả kỷ niệm đã cùng rơi thẳng xuống vực bên kỳ vọng. Hai tâm hồn bất lực làm dành thời gian phai vỡ một kỳ công. Hát nữa đi à, nãy giờ rap mà có hát đâu. Hồi bị quán quyền cái tôi cười. Anh đã trải được sóng gió để có một tương lai. Em cũng không còn trẻ, điều hoài bắt đầu lại. Nếu thực sự đã quá rõ con tim mà thương ai, sao không cho nó một cơ hội gối đầu bên bình yên lâu dài. Nói thế thôi, em biết chuyện mình giờ đây đã khác rồi. Vị trí của anh trong em sau thời gian ngắn sẽ có người khác thôi. Chỉ là đôi khi anh nhớ tiếc nuối một vài kỷ niệm, từ hành hạ tâm trí bằng nhiều viễn cảnh do chính bản thân suy diễn. Nhưng hôm nay sẽ là lần cuối, lần cuối anh nói như lời thật lòng. Lần cuối vì thương mà nuôi hy vọng, lần cuối biết đau nhưng vẫn chờ mong. Lần cuối tôi vào tình yêu, lần cuối từ dối cảm xúc tiếng cười. Lần cuối vì vài dòng chữ mà ngậm ngùi rơi nước mắt ngay giữa biển người. Vì một mai nó sẽ lên xua hết những niềm đau, ký ức ngày hôm qua dần dần cũng chìm sâu. Rồi hạnh phúc hai ta mong cầu một ngày không xa sẽ tới mau, buồn vui lại trở về như ngày đầu, chỉ là không còn cùng với nhau.